Tiếp tục thông tin liên quan đến vụ sập công trình xây dựng tại khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, khiến hàng chục người thương vong. Ghi nhận của phóng viên VTC tại hiện trường đêm qua cho thấy là ngoài nỗi đau về thể xác và tinh thần của các nạn nhân và người thân của nạn nhân, họ còn không khỏi bức xúc vì sự vô trách nhiệm của chủ đầu tư. Bức tường rào đang xây dựng của công ty AV Healthcare Hàn Quốc đã đổ sập chiều qua. Hiện trường đã được phong tỏa. Hiện tại chỉ còn lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Vụ tai nạn làm chết 11 người và 14 người bị thương. Tất cả các nạn nhân đã được đưa điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom và Bệnh viện huyện Thống Nhất. Riêng 11 trường hợp tử vong được đưa về nhà xác Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Đang tôi trên xà vàng cái nghe la lên, la nó sập tường. Thì tôi thấy tường nó bê ra, té xuống chết giấc luôn, đâu còn biết gì nữa. Tại vì linh phụ, vì phụ cho thợ thôi. Nó phụ cho thợ thôi, vì vụ đó là lúc chinh tai nạn té xuống gì không còn nhớ gì nữa hết. Tại mình biết được nhiêu thôi, linh phụ cho thợ. Rồi nó ngay vàng gì thấy cũng ok lắm, mà sao kỳ tôi cũng không biết vụ gì. Ngành y tế thì cũng đã chỉ đạo cho các bệnh viện, các trung tâm để tập trung cái nguồn lực để cứu chữa bệnh nhân. Để làm sao mà thứ nhất là cũng mau chóng đưa bệnh nhân hồi phục, thứ hai là tránh những cái biến chứng có thể xảy ra. Ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom để thăm hỏi và chỉ đạo các y bác sĩ tập trung chữa trị cho các nạn nhân. Tuy nhiên, nhiều gia đình nạn nhân rất bức xúc vì xảy ra tai nạn nghiêm trọng nhưng không thấy chủ đầu tư xuất hiện. Anh tôi đã đi, có hai chân hai tay đàng hoàng, bây giờ người về là cái xác đông cứng ngắc mà tai nạn bè bét mặt, bảo tôi mang xác về. Thế là trách nhiệm của chủ đầu tư đối xử như thế nào? Phải có trách nhiệm cho gia đình người ta chứ. Đây là nhà tôi ở gần nhá, ở tôi gần khu công nghiệp. Có những người ta ở quê, ở miền Tây, miền Trung, bây giờ bảo tôi ký bên bản mang xác về. Rất chơi mặt à. Con người chứ đâu phải con trâu con bò đâu mà cứ xử như thế. Chủ đầu tư đâu phải có trách nhiệm nói chuyện với gia đình của nạn nhân. Liên quan tới vụ việc, Thủ tướng đã giao Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ sập tường công ty xây dựng tại khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, sáng hôm nay 15 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp 3 người thuộc đơn vị nhà thầu thi công công trình. Cụ thể, tạm giữ hình sự ông Hà Duy Hải, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Hải Nga cùng hai nhân viên của công ty này để tiếp tục điều tra.